Hoài Thương xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã đến với chương trình phân tích và bình luận trong ngày hôm nay của chúng tôi. Kính chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, bà LTHC, 58 tuổi, ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, bị Công an và Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 5 triệu đồng vì phản bác kết luận của cơ quan điều tra liên quan đến cái chết của quân nhân Trần Đức Đô trên trang cá nhân. Báo Hà Tĩnh vào hôm ngày 16 tháng 7 không cho biết cụ thể là bà C đã phản bác điều gì quanh vụ này, nhưng dẫn nguồn công an tỉnh Hà Tĩnh quy chụp bà là đã cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Tại đồn công an, bà C đã phải thừa nhận bài viết trên trang cá nhân là không đúng, không có căn cứ, cũng như cam kết sẽ không tái phạm. Trước đó, vào hôm ngày 12 tháng 7, cái chết của quân nhân Trần Đức Đô trong khi đang thi hành nghĩa vụ quân sự ở tỉnh Thái Nguyên được gia đình cho là bị đồng đội tra tấn đến chết, coi như kết thúc khi cơ quan điều tra quân đội kết luận là em Trần Đức Đô treo cổ tự tử. Cũng liên quan đến vụ này thì 10 ngày trước, có ông Lê Minh Trí Hát ở thành phố Hà Tĩnh bị công an tỉnh này triệu tập do bình luận trên mạng xã hội rằng: "Là người dưng nhưng tôi xót thay cho gia đình của em ấy, chỉ mong thằng chỉ huy đánh em nó phải chịu kỷ luật thích đáng." Tuy các báo ở Việt Nam dẫn nguồn giới chức phòng tuyên huấn quân khu 1 Bộ Quốc phòng khi công bố kết quả điều tra về cái chết của em Trần Đức Đô, nhưng công luận tin rằng có nhiều điểm khuất tất trong vụ này chưa được làm rõ. Ngay cả báo VN Express dù đưa tin quân nhân Trần Đức Đô tử vong do tự treo cổ, nhưng cũng trích lời của ông Trần Đức Hồi, tức là bố của em Trần Đức Đô, cho biết không bao giờ tin là con trai của mình tự tử và mong các nhà chức trách tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong của con mình. Tuy vậy, hiện nay thì giới chức Bộ Quốc phòng đã xác nhận không khởi tố vụ án hình sự trong vụ Trần Đức Đô. Trên mạng xã hội, nhiều người tường thuật cho biết trong lúc các giới chức muốn nhanh chóng làm lễ an táng nạn nhân Trần Đức Đô, thì gia đình lại muốn giữ lại thi thể để có bằng chứng là em Trần Đức Đô đã bị đánh chết. Nhiều người dân trong làng đã chung tay mua tủ đông đá để ướp lạnh thi thể của em Trần Đức Đô, nhưng đã đột ngột bị cướp điện. Và đường vào nhà của em Trần Đức Đô còn bị lập hai chốt chặt kiểm tra Covid-19. Mà theo nhiều người là hành động quen thuộc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì sợ dân chúng nổi loạn. Và kính thưa quý vị, có hay không sự bao che cho hành vi bạo lực trong cái chết của quân nhân Trần Đức Đô? Sự thật cần được phơi bày. Vào ngày 28 tháng 6 năm 2021, em Trần Đức Đô sinh năm 2002 đã tử vong khi đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường Đại học Quân sự Quân khu 1 tỉnh Thái Nguyên. Trước khi đi bộ đội thì em Trần Đức Đô sống tại phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sau cái chết của quân nhân Trần Đức Đô thì nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy có sự không đồng tình của gia đình nạn nhân khi phía quân đội xác định là em Trần Đức Đô tử vong trong tư thế treo cổ. Để lắng dịu phẫn nộ của gia đình cũng như dư luận và xã hội, Bộ Quốc phòng trong ngày 1 tháng 7 đã cho biết hiện 4 cơ quan đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân vụ tử vong, gồm Phòng Điều tra Hình sự Quân khu 1, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, Công an tỉnh Thái Nguyên và Viện Pháp y Quân đội. Mặc dù chưa rõ nguyên nhân cụ thể về cái chết của quân nhân trẻ Trần Đức Đô, tuy nhiên để rộng đường dư luận, RFA đã gọi cho ông Trần Bang từ Sài Gòn, một người đã từng đi bộ đội nghĩa vụ 2 lần, để hỏi nhận định của ông về vụ việc này. Vụ này thì thông tin mình cũng không được đọc hồ sơ đến hiện trạng, chỉ có nhìn qua hình ảnh mà thôi. Hình ảnh người chết đã lâu, đã thâm tím như thế thì khó mà biết chính xác được nguyên nhân. Rõ ràng là cần phải có pháp y, chẳng hạn quân đội thì phải có pháp y bên công an hoặc là ngành y tế không thuộc quân đội. Phải điều tra chéo để xem là nguyên nhân chết là do đâu. Từ đó thì mới có thể điều tra ai đã đánh đập hay là nguyên nhân khác, chứ qua mạng thì mình cũng không thể phán xét đúng hay sai. Tuy nhiên thì với kinh nghiệm của mình, cựu quân nhân Trần Bang cho biết, mâu thuẫn giữa cán bộ khung với chiến sĩ mới gia nhập quân đội là thường xảy ra, không phải bây giờ mà ngay từ ngày xưa. Ông nói tiếp,
Vì thế, ngay khi nhận quân từ đơn vị huấn luyện sang đơn vị chiến đấu, thì những sếp cũ như là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng hoặc phó hay là chính trị viên của bộ khung huấn luyện trong 3 tháng sẽ không cùng đơn vị vì sợ đã huấn luyện khắc nghiệt có thể bị trả thù. Tôi vẫn thường nghe câu chuyện người tiểu đội trưởng mới lên chức thường quan khách, nói không nghe là phạt. Chẳng hạn như là bắt lính mới bốc phân bằng tay, dọn vệ sinh bằng tay rất là man rợ. Hoặc là không bị đánh đập thì cũng bị hình thức giống như là tra tấn. Như thời của tôi là đứng ngoài nắng có thể bị ngất. Nhìn nhận về cái chết của quân nhân trẻ Trần Đức Đô dưới góc độ là một phụ huynh, cựu đại úy quân đội nhân dân Việt Nam Võ Minh Đức cho rằng: "Thế hệ bọn của tôi thì hơi khác bây giờ, nói chung là cũng có phân biệt, có những cái chuyện cấp trên cấp dưới, chuyện ma cũ ma mới, và người cũ người mới thì cũng có chứ không phải là không. Nhưng mức độ nghiêm trọng dẫn đến đánh nhau chết người, thậm chí là xử nhau như là giang hồ xã hội đen thì nó không như bây giờ. Thời mà tôi nhập ngũ thì còn chiến tranh gọi là quân tình nguyện ở Campuchia. Đến khi tôi ra trường làm sĩ quan thì vẫn còn tình trạng đó, nhưng không đến mức nghiêm trọng như thế." Tuy nhiên thì theo đại úy Võ Minh Đức, khi ông còn tài ngũ thì thông tin còn hạn chế nên cũng không thể biết sự thật về cách hành xử giữa các quân nhân với nhau ra sao. Trong đơn vị ông chỉ huy, quản lý, sinh hoạt thì cũng có ăn hiếp nhau, nhưng cũng chỉ là anh mới phải rửa chén cho anh cũ hay là pha nước mời anh già hơn. Còn hiện nay thì theo ông Đức, trong quân đội hay là trong công an thì chế độ gia trưởng là có. Nghĩa là có mệnh lệnh cai trị, dù là một câu nói bâng quơ nhưng cũng phải nghe, không nghe là không xong với chúng nó. Có thể thấy ý kiến của cựu đại úy Võ Minh Đức hoàn toàn đúng. Vì ngay khi cái chết của quân nhân Trần Đức Đô được chính thức thông tin trên truyền thông nhà nước, thì trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện một video clip ghi lại cảnh đánh nhau rất tàn bạo giữa lính cũ và lính mới. Mặc dù video đó không ghi rõ ngày tháng hoặc là lính ở đơn vị nào, nhưng cái cách mà họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt thì chúng ta có thể thấy đó là một câu chuyện bạo hành trong quân đội. Kính thưa quý vị, có hay không sự minh bạch? Ngoài việc xác nhận trong quân đội có sự gia trưởng, thì cựu đại úy Võ Minh Đức cũng đưa thêm nhận định của mình về sự không minh bạch liên quan đến cái chết của quân nhân Trần Đức Đô. Ông nói, mấy hôm nay tôi theo dõi rất là kỹ. Theo nhận thức của tôi thì chắc chắn trong vụ việc này thì sự không minh bạch cái chết của anh lính trẻ này là có. Còn lý do tại sao thì mình không nắm được, bởi vì tôi căn cứ và thấy như thế này. Lúc đầu thì nói là đột quỵ, nhưng lúc sau thì lại nói là treo cổ tự tử. Nói treo cổ tự tử mà tại sao lại hình ảnh gia đình đưa lên mạng lại bầm dập thân thể như thế? Thậm chí là còn có thông tin có dấu hiệu chích điện ở sau lưng và ngực. Tại sao lại như thế? Chưa kể là cả một hệ thống chính trị vào cuộc, răn đe gia đình là phải chôn cất sớm, rồi cắt internet, cắt điện, không cho live stream. Nói chung là bị hết các con đường về viễn thông, không cho mọi người biết cụ thể sự việc như thế nào. Rõ ràng là để che giấu một vấn đề mờ ám gì đó thì mới làm như vậy. Ông Đức cũng đưa ra phân tích khá cặn kẽ rằng nếu đó là một câu chuyện của một anh lính quen đánh nhau với đồng đội bị chết thì đơn giản lắm. Cứ luật pháp đem ra xử lãnh đó thôi, ai sai thì người đó chịu trách nhiệm. Còn vụ của quân nhân Trần Đức Đô, theo nhận định cá nhân của cựu đại úy Võ Minh Đức, có thể có xuất hiện của sự bao che. Để tìm hiểu thêm về mặt pháp luật liên quan đến vấn đề này, GFA đã liên lạc với luật sư Nguyễn Văn Hầu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Luật gia Việt Nam, và được ông giải thích rằng: "Tôi thấy quân khu 1 đang điều tra vụ việc này bởi vì theo quy định tại khoản 2 điều 163 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Vụ việc này thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân. Bây giờ những tin như vậy thì gia đình hay bức xúc lắm. Nói bị tác động thì phải đưa ra chứng cứ, còn khởi kiện thì đây là vụ án đang điều tra về mặt hình sự, cho nên phải đợi kết luận của cơ quan điều tra." Cũng theo luật sư Nguyễn Văn Hồng, do quân nhân Trần Đức Đô tử vong trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, nên thẩm quyền điều tra thuộc cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân. Quá trình điều tra về nguyên nhân cái chết của quân nhân Trần Đức Đô sẽ được thực hiện theo các bước quy định trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Luật sư Nguyễn Văn Hầu nói tiếp, cụ thể, khi xác định có dấu hiệu tội phạm do cá nhân, pháp nhân thực hiện, thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
theo quy định khoản 1 điều 432 và điều 143 của Bộ luật hình sự. Còn nếu không có dấu hiệu tội phạm liên quan đến cái chết của quân nhân Trần Đức Đô như đã nêu ở trên, thì cơ quan thẩm quyền sẽ không khởi tố và ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Biết rằng sự ra đi của người thân đột ngột như vậy là một cú sốc, nhưng người nhà cũng nên tỉnh táo, không nên có những hành động quá khích. Vì nếu có những hành động quá khích rất có thể dẫn đến những vi phạm pháp luật đáng tiếc. Việc quân nhân bị đánh khi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phải là mới ở Việt Nam. Vào năm 2004, truyền thông nhà nước cũng đăng thông tin 6 quân nhân đánh chết một quân nhân khác vì cho rằng quân nhân này vi phạm kỷ luật quân đội và phải bị xử phạt. Cơ quan điều tra hình sự quân đội đã điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát quân sự quân đoàn 1 truy tố những người này về tội cố ý gây thương tích. Cảm ơn quý vị đã xem đến cuối bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo của chúng tôi.